Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ hoặc cổ và yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em có một con đồng hồ quay bò 3 lỗ nha quý vị, 5 gông 5 búa, gông đồng búa đồng. Thì con này có cái size chiều ngang là 42, chiều cao là hơn 20, hơn 20, kính là kính mo ha, kính lòi ha quý vị, kính zin. Mặt trước là bằng đồng và chỗ này là men ha, đồng và men. Vân gỗ rất là đẹp quý vị, nó giống như vân nuôi ha. Bây giờ em test chuông cho quý vị nghe thử ha. Vì xây chậm chậm ha, tới chỗ này nó nghe một cái cốc một cái là nó sẽ rơi vào cái điểm của chuông của nó đấy, chậm rồi ha quý vị, xây nhanh quá mà lướt qua luôn là nó cũng không gõ được. Đồng hồ cơ phải chậm chậm. Rồi đây ha, con này là hầu như là xuất sắc luôn quý vị, quý vị thấy ha, nó xuất sắc luôn. Vì sao ha, chúng ta xây như ngang gì nó khóa, xây xuống như mở ha, này nó có chốt khóa nè ha. Rồi đây, đây quý vị nghe tiếng cốc cạch của nó biết ha. Bây giờ em gỡ con lắc này ra quý vị. Máy trong này là dàn ẻo luôn ha. Máy lớn luôn quý vị, con này là máy lớn luôn á. Máy lớn luôn ha. À, 5 gông, 5 búa, búa đồng, gông đồng, búa đồng. Con này có mức giá là 3 triệu 2 quý vị, 3 triệu 2. Đấy, giá rất là tốt luôn. Tất cả là căn chỉnh, lau dầu hoàn chỉnh cho quý vị ha, kèm bảo hành cho quý vị luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.